quan tâm của mọi người. Bây giờ mình mọi người đang xuống đây ngồi ăn uống xíu, mình sẽ đi ra ngoài tháng, mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Tháng này nó như gió quá trời luôn rồi. Đây là khu du lịch Thác Ba Sĩ, đường xuống thác là 186 bậc hả? Ở đây có bản vé ẩm thực nè mọi người, cái gà nướng nè, cơm lam nè, heo quay nè. Ơi bạn Nhung ơi, bạn Nhung hồi cho đi theo team nha. Hả? Trời ơi giỡn rồi hả? Trời ơi buồn vậy. Đây mọi người, đang ăn uống nước chỉ không em no rồi. Ở bên kia em thấy có vài lần đúng không? Ai tự nhiên hộp cơm xong cái băng nhung giận không cho theo tim nữa. Chết cha, bị cách bị cách ly rồi. Khoai lang. Khoai lang đi. Đây có bán khu du lịch Thác Ba Sĩ nè mọi người, có bán đặc sản địa phương ha, trên có mấy ngói có rồng đẹp quá ha. Đây mọi người đang ngồi bên đây nữa. Trời chị đồ ăn cơm nữa hả? Ăn gọi ăn cơm bển. Tí nữa thì mình sẽ cùng mọi người lên đòn trên kìa. Vườn tượng hả? Vui vợ bạn Linh Linh. Ủa bạn Nhung. Nhung kìa, Nhung kìa. Đây mọi người đang hưởng thức gì vậy? Ủa ăn mì tôm hả? Mì lấu đỏ, mì lấu đỏ. Nước sôi chưa? Có mì giờ ông đang nấu, không có gì đựng. Đũa nè, đũa nè. Anh Hùng có tô gì? Thôi, có gì? Không có nước sôi, tôi lên tôi làm nước sôi cho. Đặc sản mì núi, đặc sản con tôm, sầm, rượu gà. Đây, tôi 60 tuổi. 66 tuổi, mới biết yêu. Chuẩn bị có người yêu. Chuẩn bị có người yêu. 66 tuổi rồi mới chuẩn bị có người yêu rồi. Mẹ, Phúc, lắc cái ly ăn. Phúc con nữa nè. Hai gói nè, hai bên này hai đứa. Đây đi chơi chứ ăn mì tôm vui lắm mọi người ơi, đi từ thiện á, cho người ta đồ ăn cho mình ăn mì tôm, cho người ta đồ ăn mình nè, bỏ đậu phộng vô không, gác gác vô không, ăn bạn không hút luôn mới độc chiêu á. Ủa sao không bỏ cái bột dầu ra? Ăn ơi ăn ơi. Không lại ơi, không lại ơi. Tự nhiên đi. Ai mà hút được không trời, mềm không? Đang nóng hút rồi bọc. Bây giờ sẽ sau khi mà hai bạn vừa đi ăn mì mà vừa đi luôn nha mọi người, mình sẽ theo chân hai của bạn. Bạn Linh và bạn ủa bạn Phúc. Đây là mình kêu bằng anh mới đúng á, lớn tuổi hơn mình á, mà toàn kêu mình ngược lại bằng anh không á, cảo không chết luôn. Đi 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 đi, tranh thủ thời gian đi, chợ bay hộp đậu phộng uổng quá. Bữa nay nay mình cùng theo chân của mọi người đi xuống Thác Ba Sĩ. Đây dọc đường có sọc gác luôn ta, 186 bọc gì phải không? Nãy mình đi bao nhiêu bọc rồi, ai đếm không? Vừa ăn mì vừa đếm coi. Đi được 185 bọc rồi.
đi với hai bạn này là vui nhất. Vừa ăn mì vừa đi luôn á mọi người. Hy vọng là trong tương lai sẽ có dịp mà hội ngộ như thế này. Ủa bạn Nhung là quê đâu? Hả? Quan Tâm hả? Vui vậy, bữa nay quen được hai người bạn mới, một bạn ở Quan Tâm, một bạn ở Bến Tre hả? Em ở Buôn Mê Thuột. Buôn Mê Thuột hả? Ủa tới thác rồi hả, đẹp dữ vậy? Không, anh ơi, em có miền đi mới đẹp nè. Thôi đi đi. Quay hai máy luôn. Này cũng có thác nước dưới đẹp quá trời luôn mọi người. Đi khám phá, tham quan thác Ba Sĩ ở Con Tâm. Trời đẹp quá. Đây bắt đầu là mình đi xuống dưới đây là thác, thác nước từ trên cao đổ xuống rồi mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn á, thác Ba Sĩ. Quá đẹp luôn, mình đi dưới luôn. Mọi người đi xuống dưới trước rồi kìa. Đây cuối cùng đã mình đã xuống được dưới thác rồi nè mọi người. Quá đẹp luôn. Đây mọi người đi qua bên đây chụp hình ha. Check in chụp hình phong cảnh thác Ba Sĩ. Thác Ba Sĩ nè mọi người. Quá đẹp luôn. Đây. Đây, cuối cùng mình đã đến được cái ngọn thác siêu đẹp này rồi. Tuyệt vời luôn đó mọi người. Thác nước đẹp như tranh vẽ vậy đó. Thôi mình đi lên là cầu ngang hết ta. Ánh mặt trời. Trời ơi chị ơi. Hết hồn luôn á. Quá đẹp. Đây cả nhà ơi, thì giờ mình đã đến được thác Ba Sĩ rồi. Đây có cái thác nước đẹp như trên bẻ luôn á mọi người. Đó. Quanh sau lưng mình đẹp hết. Quá đẹp luôn. Đẹp quá.